Chào mừng các bạn đến với kênh Gia Dụng. Có một số bạn hỏi mình về cái cách đấu của cái van bình áp mới này. Thì hiện nay thì một số hãng người ta hay dùng bình áp nhựa. Đó. Để sử dụng thì người ta lại dùng cái van này. Còn cái bình áp sắt ngày trước thì người ta hay dùng cái van này. Đấy, cái van này nó đơn giản thôi. Đầu này đấu vào bình áp này, còn đầu này là cắm cái dây vào. Thế tại sao người ta lại dùng bình nhựa? Bởi vì là cái bình sắt thì gần như không bao giờ nó bị hỏng cái bình đấy được, hoặc là ví dụ áp cao nó hỏng thì nó không bao giờ nó không cắt được ấy, thì nó không bao giờ nó bị vỡ bình hoặc là thủng bình hoặc là nổ bình đấy. Tuy nhiên là bình nhựa thì để hạn chế tối đa cái trường hợp đây, mình có cái bình nhựa đây, thì để hạn chế cái trường hợp mà nó bị hỏng cái bình này thì người ta sẽ lắp cái van này. Cái van này các bạn sẽ nhìn thấy là nó có hai đầu này. Đó, thì nhiều bạn sẽ hỏi là lắp vào cái đầu nào trong hai cái đầu này mà tại sao nó có hai đầu, thì các bạn để ý kỹ nhá. Ở đây nó sẽ có hai đường này, một đường in này, đó, và bên này là cái đường đấy, đường ra của nó đây. Đường in này là đầu vào. Thì khi các bạn đấu nước từ trên cái lõi T33 xuống ấy, đấy, từ trên màng xuống, từ màng xuống, cái đường nước sạch thì chúng ta đấu vào đây. Đấy, còn đầu này là cái đầu xả E ra ngoài. Ví dụ là cái bình này nó đầy, đây chúng ta lắp vào như thế này đúng không? Khi mà nó đầy rồi và van áp cao nó có sự cố nó không nắp được thì nó sẽ xả ra cái đường ngoài này. Đó. Đây nhá, bạn chạm vào như thế này. Đấy, thì đầu này là đầu đấu nước sạch vào đây. Còn đường này các bạn có thể để nguyên như vậy cũng được. Đấy, khi mà van áp cao nó có vấn đề thì nó sẽ đầy bình nó không ngắt được, nó sẽ tràn ra đây. Đấy, bảo vệ cho cái bình nhựa này. Tuy nhiên là cái đường này các bạn cũng có thể đấu vào cái đường nước thải ra ngoài nhá. Cái đường nước thải ra thì các bạn chia một cái T đấy, một cái ốc ba ngả đấy, cái T đấy thì chia vào đây, đấu vào đây. Khi nào mà nó chẳng may nó gặp sự cố đó thì nước nó sẽ tràn theo cái đường này ra ngoài. Và các bạn yên tâm, thì cái van này đấy, cái van này, này, nước nó là van một chiều, cũng như nó chỉ chảy ra ngoài được thôi, chứ không có chuyện là nước thải chui chảy ngược vào trong được nhé. Đấy, các bạn yên tâm như vậy. Và dùng cái van này thì cũng khá là tiện. Thì đây, cái van này ấy, thì chúng ta không cần phải quấn băng tang vào đây. Đấy, hầu như tất cả các bình nhựa thì nó đều có một cái gioăng cao su đây rồi, mình chỉ cần vặn vào đây thôi là xong. Thì cái bình nhựa nó cũng có cái lợi thế riêng của nó. Thì thường ấy, cái bình sắt, bình áp sắt đúng không, thì chúng ta sẽ để ý là nó có một cái van ở đây, van bơm hơi vào ở cái trên thân này. Tuy nhiên là van bơm thì thường bằng đồng, nhưng mà cái thân bình nó lại bằng sắt hoặc bằng thép, nó hay bị rỉ, nó bị oxy hóa thì nó sẽ bị mất hơi bên trong này, này. Đấy, thì nó dẫn đến cái trường hợp là trong bình còn nhiều nước, đầy nước nhưng mà nó lại không bơm lên vòi được. Đó, nó lại không đẩy được nước lên vòi, thì chúng ta lại phải thay bình mới. Nếu mà giò hơi to quá rồi thì thì chúng ta phải thay bình mới. Tuy nhiên bình nhựa thì gần như không bao giờ xảy ra cái trường hợp là bị rỉ, bởi vì nó bằng nhựa mà. Đây, chúng ta cũng vẫn có cái đường bơm hơi vào đây. Đó, thì các bạn vẫn tháo ra bơm hơi bình thường thôi. Ví dụ là dùng vài năm mà nó yếu hơi đi hơn rồi, cái bóng cao su bên trong nó bị giãn, nó yếu hơi đi hơn thì chúng ta phải bơm vào đây. Và các bạn lưu ý là bơm vào bình áp thì chỉ bơm 1 cân hơi nhá, 1 kg hơi thôi, 9 lạng đến 1 cân hơi thôi, 1 kg trên cm vuông ấy. Đó. Chúng ta dùng cái đồng hồ mà có cái chỉ số đấy, bơm thì nó chính xác. Và khi bơm thì chúng ta xả hết nước bên trong bình đi rồi mới bơm lại thì nó mới chính xác được. Đó. Cái van này thì là cái loại cũ, nó chỉ có một đường vào và đường này ra thôi. Đấy, thì nó cắm như thế này. Đấy, còn cái loại này có 2 đầu. Đấy, mở đóng như bình thường. Thật ra cái trường hợp này nó hơi chắc này. Đấy. Thật ra cái trường hợp mà nó hỏng van mà hỏng được cái bình này là rất là ít, rất là hiếm. Tuy nhiên là cũng có một, mình đọc báo thấy có một vài trường hợp bị rồi, nên là người ta chế ra cái van này để cho nó bảo vệ an toàn tuyệt đối luôn. Đấy, thì đây là cái cấu tạo nha, các bạn nhớ là đấu vào cái đường ngắn của nó nhé. Đấy, cái đường dài của nó là bỏ, không đấu vào, hoặc là đấu vào đường nước thải. Rồi, cảm ơn các bạn theo dõi. Các bạn có câu hỏi gì về máy lọc nước hay là điện dân dụng thì các bạn có thể comment xuống phía bên dưới phần bình luận, hoặc là nhắn tin gọi điện theo cái số hiện trên màn hình nhé. Chúc các bạn thành công.